hôm nay đi mua quà Noel tặng Lu. Noel sớm mấy Noel sớm ở Chanel đang ở Chanel đây đấy cú cu, cú, cú, cả nhà có khỏe không? Hôm nay đi shopping cùng với Lu nha Bây giờ thì Lu đang chờ Nhiên thanh toán mỹ phẩm ở Kien Nhiên mua mặt nạ serum dành cho da nhờn và da mụn nè còn đây là tân nở hoa cúc đình đám này hot nhất của nhà Kien đó nha. Bây giờ mình đi vào Le Labo để trải nghiệm nước hoa Labo cùng với Lu nha. Le Labo thì nổi tiếng với mùi ba Đi chung với bạn Lu Nghịch. Lu xịt mùi thử búa xua luôn rất là vui lu xịt và bà áo đen còn né nữa <laughs> nói chung là lơ labo thì thơm dễ thương thôi mọi người nha nó bị ngáo giá đó mọi người à, thiết kế thì cũng bình thường chai lọ thì cũng không có gì xuất sắc Mùi hương thì cũng không có lưu lâu Nhưng mà giá thì mắc ngang tầm với lại Louis Vuitton Và gần bằng với lại Maison Francis Lu thấy nó là rất ngáo giá nha Bây giờ thì Lu vào Maison Francis để chốt một em rồi nè Em màu đỏ này là Unisex nam nữ gì cũng xài được mà đỉnh của đỉnh luôn nha. Phải nói là le labo là không có cửa để mà so với em này đâu nha. Các tình yêu nên mua về thử nha. Trời ơi siêu thơm luôn á. Milly. Yeah. <laughs> Bây giờ thì uh, xếp hàng ở Louis Vuitton nha. Louis Vuitton thì nước hoa hay túi sách gì cũng đẹp hết. Bây giờ Lu sẽ đi vào uh, cái khu nước hoa nha cho mọi người xem một vòng nước hoa louis vuitton cái chai á, nó nặng lắm cái nắp nó có nam châm hút vào nha nói chung là đẳng cấp đỉnh của đỉnh Ví dụ như cái vỏ chai của Louis Vuitton trị giá 1 triệu thì cái vỏ chai của L Labo chỉ giá 100 ngàn thôi. Nó siêu đều luôn cái vỏ chai của Labo ha. Không có cửa để so với Louis Vuitton nha mọi người. L Labo thì cái ngoại hình không có bằng Louis Vuitton rồi đã đành. Cái mùi hương cũng không bằng luôn. Louis Vuitton thì mùi hương lưu rất là lâu. Rất là đa dạng và phong phú mùi hơn nha. Giá thì trời ơi phải nói là Louis Vuitton thì dao động từ trên 260 euro một chai, L Labo bây giờ hả nó lên tới 285 euro một chai. Ngáo giá thật sự luôn nên là nếu như mà ai mà cứ theo trào lưu phong trào để mua Labo thì nó tiếc tiền lắm. Mọi người để cái tiền đó mọi người mua một chai Louis Vuitton cho em. Trời ơi phải nói là đáng đồng tiền bát gạo luôn á ten ten. Bây giờ thì theo Lu vào Sanen nha. Trời ơi Lu đang ngắm chiếc ví, trời ơi mê quá. Lu muốn mua chiếc ví này để cho nó cùng bộ với chiếc túi Sanen classic nha. Rồi, Lu chốt rồi nha. Lu chốt nhưng mà cô bạn đi cùng trả tiền. <laughs> Cảm ơn các tình yêu đã xem tới hết video nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ Lu. Bye bye. Bizu bizu.